Xin chào các bạn, sau đây xin hướng dẫn các bạn phố Project số 11. Phố Project này cùng có 8 task. Các bạn có thể nhìn thấy câu hỏi tiếng Anh ở phía bên dưới và phía bên trái cửa sổ là tiếng Việt. Sau đây chúng ta sẽ làm task số 1. Chèn một bức tranh trong thư mục Picture đến cái vị trí bên dưới của size 3. Thế thì đây chính là size 3. Các bạn đưa con trỏ vào cuối vị trí của size 3, vào Insert, chọn Picture. Để chúng ta tìm đúng cái Picture. Task số 2, thiết lập cái dòng top things to do in Nha Trang thành word art. Chúng ta bôi đen này, chúng ta vào insert, chúng ta chọn word art kiểu là fin green basin for salt beaver. Sang task số 3, thay đổi thư mục, thay đổi thứ tự của các cái shape ở trong Smart Art. Đây là Smart Art, chúng ta có một cái này thôi. Chai ở mút bát lên phía trước của Spend a Day at the Beach. Chúng ta chọn chai ở mút bát vào Design của Smart Tool, chọn Move Up. Task số 4, căn chỉnh vị trí của Welcome to Nha Trang, tức là của cái bức tranh này, tới bên trái của là giấy. Thì chúng ta vào Format, chọn Position, chúng ta chọn cái line bên trái so với là giấy. Có nhiều cái vị trí nha, chứ ở đây là liên quan đến bên trái của là giấy. Task số 5, chèn một table content, tức là mục lục ở cuối của tài liệu kiểu là automatic table 1. Chúng ta chọn vị trí cuối tài liệu, vào Reference, chọn Table of Content. Đấy, ta chọn đúng Automatic Table 1. Task số 6, trong cái danh sách 2 cột, danh sách 2 cột ở đây, chèn một cái break, tức là ngắt phía trước của cụm từ 48 hours in Nha Trang. Chúng ta click vào trước này, vào layout, chọn break, chọn column. Task số 7, task số 7 là hiệu chỉnh, chỉnh sửa lại cái nguồn trích dẫn có 5 tới 2009. Chúng ta vào Reference, chọn Manage Source. Ta click vào cái danh sách có sẵn, chọn Edit, sửa cái năm thành 2009. Ok. Task số 8, gộp, tức là trộn tất cả các ô ở dòng trên cùng của bảng bên dưới chữ climate. Đây chúng ta có cái climate đây, chúng ta chọn toàn bộ cái dòng này, vào cái layout của table tool, chọn merge cell. Chúng ta đã hoàn thành 8 cái task của Project 11. Giờ chúng ta xem đánh giá. Đây,
chúng ta đã làm đúng. Chúc các bạn thành công. Các bạn có thể xem các video tiếp theo, các cái project khác.